Và vâng, thì xin kính chào các bác đã trở lại với Nghĩa Thơm Audio. Thì ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục giới thiệu các bác một dòng sản phẩm rất hay, ấn tượng đến từ thương hiệu BF Audio, một thương hiệu âm thanh tên tuổi, và em đã thi công rất là nhiều những cái phòng hát karaoke gia đình và được phản hồi rất là tích cực. Và cái sản phẩm này thì cũng được rất là nhiều những ba sao, những cái bác tin tưởng dùng các bác nhá. BF Audio với model là M10i các bạn, một dòng micro không dây cho ra chất âm rất hay, tuyệt vời, cả trên 3 triệu các bác nhá. Với phần trên 3 triệu cho ra chất âm cực kỳ là tuyệt vời. Và đặc biệt là cái sản phẩm này bên em cam kết với các bác là sản phẩm chính hãng 100% đến từ thương hiệu BF Audio, gọi là BFA này các bác nhá. Đầy đủ tem mác và đặc biệt là những mẫu tem rất đắt giá của BF Audio. Đầu tiên không thể bỏ qua là cái tem chống hàng giả của Bộ Công an này. Tem này uy tín cực kỳ luôn các bác ạ. Và tiếp theo là tem của nhà hãng này, tem chính hãng kèm theo đó mã QR. Các bác sẽ quét cái mã QR và sẽ ra trang chủ của BF Audio tại Việt Nam các bác nhá. Đây là một dòng micro không dây mà cho cái sound tiếng, cái chất mic nó cực hay, tuyệt vời, mic hát rất là nhẹ, tích hợp những công nghệ thông minh trên cái dòng micro này. Sóng tự động dò tìm sóng sạch này các bạn này, có tự động ngắt này, khi bác rời tầm tay hoặc là để trên một cái mặt bàn hay đâu đó thì trong khoảng 5 giây nó tự ngắt và giúp là tăng thêm cái tuổi thọ pin. Khi hát karaoke thời gian sử dụng sẽ được lâu hơn các bác nhá. Một cái dòng sản phẩm chính hãng đến từ BF Audio, được hoàn thiện tinh tế từng đường nét, từng góc cạnh, với tông màu đen chủ đạo. Phía bên đây sẽ là logo của BF Audio, một cái màn hình hiển thị đầy đủ những thông số về sóng này, pin của cái thiết bị như của những tai mic này, bên trong này còn bao nhiêu này, hiển thị rất là đầy đủ luôn. Với model của sản phẩm là M10i, một dòng sản phẩm chính hãng đến từ BF Audio, và những cái mẫu tem 7 màu rất là đắt giá, các bác lưu ý giúp em nha. Cứ sản phẩm nào của BF Audio phải có tem chống hàng giả của Bộ Công an này thì các bác mới mua cho em. Và bên em cam kết với các bác, đây là sản phẩm chính hãng 100% đến từ nhà BF Audio. Bác nào phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì bên em sẽ bồi thường gấp 10 lần giá trị sản phẩm cho bác, yên tâm sử dụng các bác ạ. Và bây giờ thì em sẽ ghép nối với cấu hình âm thanh nhà em và karaoke một đoạn cho bác cùng lắng nghe và cảm nhận cái chất mic của dòng sản phẩm BF Audio M10i này các bác nhá. Thời gian qua đã có lúc được mất anh, vỗ trao cây đơn từ bên trên vì không cho được tiếng yêu. Vì anh muốn quan tâm em bằng tất cả những yêu thương bao năm anh tâm mà xa xăm môi em vẫn chưa khi nào bằng lòng. Giờ thì anh đã không để rơi xa em rồi, đừng khóc nhé em nơi ơi, dù rằng tiền mấy chung người ta yêu nó đã cứ phải bên nhau em cô. Giờ thì anh đã thấy rằng nghe mình đến mỉm cười và cảm ơn em ngày qua, dù điều này là và vâng, thì vừa rồi em đã cho bác cảm nhận một đoạn karaoke để bác có những đánh giá rõ nét hơn về chất âm của dòng sản phẩm micro không dây đến từ nhà BF Audio với model M10i này các bác nhá. Một dòng sản phẩm hay, chất lượng, chính hãng, mic hát rất là nhẹ, bắt cực kỳ là tốt các bạn, thu sóng tín hiệu, cái lời ca tiếng hát cho ra rất là tuyệt vời. Và bác nào đang muốn đặt mua sản phẩm này thì vui lòng liên hệ ngay tới Nghĩa Thơm Audio với số điện thoại 0912 669 059 các bác nhá. Và thời lượng clip của bên em cũng xin phép được tạm dừng tại đây. Một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip lần sau.